chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Lộc được quay trở lại và được nói chuyện với mọi người một bài nói được mang tên là sức hầm và sức mặt phẳng. Thì mọi người nên lựa chọn sức nào? Đây là một câu hỏi cũng khá là thú vị. Thì cái nguyên lý mà người ta thiết kế là một sức mặt phẳng, sức hầm thì nó sẽ có cái chất riêng của nó, chứ không phải là tự nhiên mình mang nó đi đâu mình đánh cũng hay được. Thì mình phải tận dụng đúng cái sở trường của nó, cái tính năng của nó thì mình mới đạt được hiệu quả tối ưu cho một cái show diễn đó được. Vậy thì Lộc sẽ phân tích thành hai bài. Một bài là về không gian của nên đặt sức hầm hay là sức mặt phẳng. Một bài nữa là về nên ở không gian đó thì mình sử dụng tần số bao nhiêu để mình đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất. Mọi người có thể đón xem hai video này nha. Rồi, bây giờ video đầu tiên Lộc sẽ nói về không gian. Thì cái bài không gian của âm thanh Lộc đã nói rồi và mọi người có thể tham khảo lại bài không gian của âm thanh thì mọi người biết được không gian mình có âm thanh. Và khi tùy theo cái show diễn của mình đó mọi người nha, thì mình chọn sức hầm hay là sức mặt phẳng. Thì sức hầm á thì nó uy lực, nó hơi nó đánh rất là mạnh. Còn sức mặt phẳng thì đánh nó cũng vậy, nó cũng ra hơi như vậy, nhưng mà nó đi cái độ đi xa nó thì thiết kế cái thùng nó sẽ không có bằng được. Nên mà về nguyên lý hai cái sức này, ví dụ tùy không gian nhỏ lớn và cái không gian đó bao xa thì mình sẽ chọn sức hầm hay sức mặt phẳng. Thì thông thường mà những cái chỗ mà sân và rộng không gian lớn ấy, thì thông thường người ta sử dụng sức hầm rất là nhiều để cho cái độ thúc nó đi xa. Còn nếu mà ví dụ như mình trong không gian nhỏ đi mà mình sử dụng sức hầm, mình mở lên thì cái độ bung của cái sức này lúc này rất mạnh quá và trong không gian nó lại bị tù, nó bị dội người trở lại thì làm cho cái âm thanh mình nó hay được tiếng ù ù ù và nó bị hú tiếng trầm liên tục. Cái đó là một điều nó bị phản tác dụng khi mà mình sử dụng quá công suất của nó. Thứ hai nữa là bị mất cân bằng luôn. Thí dụ như tần số mà nguyên một cái dãy loa của mình đó thì nó sẽ có những cái tần số cao tới thấp, thì trong không gian nhỏ thì mình chỉnh làm sao đáp ứng được cân bằng tần số đều hết thì ok. Đôi khi mình thích bass nhiều quá, mình mở hơi quá tai thì lúc này ngay lập tức thì âm thanh của mình nó bị bass rất là nhiều, ung bass lên thì trong không gian nhỏ thì ngay lập tức âm thanh nó bị ồn định và nó sẽ bị kiểu là hú tiếng trầm, nó ù khó chịu lắm. Mọi người có để ý tiếng đó thì mọi người lưu ý một vấn đề là tùy theo không gian thì sức hầm, hoặc bây giờ mình sức mặt phẳng cũng vậy. Sức mặt phẳng thì nó sẽ có cái độ bung lực nó sẽ ít hơn sức hầm một xíu. Ví dụ thì mình sẽ chơi không gian nhỏ vừa và không vì vậy mà sức mặt phẳng á, mình cũng phải không thể nào chơi cái không gian lớn được thì cái vấn đề đó là không đúng. Mình vẫn chơi không gian lớn được, nhưng mà ở đây mình nói về cái độ phủ của sức á, ví dụ như không gian lớn nhỏ thì mình nên sử dụng sức hầm hay là sức mặt phẳng, mà sức mặt phẳng là đơn hay là đôi nữa thì tùy theo không gian nhỏ và lớn, tùy theo cái bố trí của cái sân khấu của mình mà mình sử dụng sức như thế đó. Thì đó là cái không gian của sức hầm. Thì nói chung lại một phân về hai cái loại sức này, sức hầm sức mặt phẳng, thì so về cái chất mà đi ra thì sức hầm sẽ nhỉnh hơn mọi người nha, nó nhỉnh hơn, nó ra hơi lực thường nó mạnh hơn nhiều. Và cái sức mặt phẳng á, khi mọi người sử dụng cái tần số cũng giống như sức sức hầm thì mọi người sẽ thấy được là ví dụ như mọi người để dùng tần số sức nó hơi cao xíu thì sức mặt phẳng thì mọi người thấy tiếng nó ra hơi chung và cái tiếng bass rất là mềm ở trong không gian nhỏ, nhưng mà cái sức hầm thì nó không được như vậy, nó sẽ mất bass đi. Thì cái tần số như thế nào và nguyên lý của nó như thế nào Lộc sẽ làm video tiếp theo. Mọi người đón xem video tiếp theo nữa thì mọi người sẽ biết được cái tần số của sức của mình như thế nào, có thể chọn một cái loại sức như thế nha. Ok, tới đây thì Lộc xin hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo và cũng mong mọi người tương tác bằng cách mọi người subscribe kênh, like và share những video này nha. Ok, bye bye.